stomp your feet like this. Give me your attention, baby. Gần chết à Ngân ơi, hãy hát bài chương trình bé giờ lên thành phố Hồ Chí Minh rồi, nó không còn cái cây lạy nữa. Vậy có những thứ nó trường tồn mãi mãi với thời gian, đó là tình yêu đã quyết định đến với nhau rồi. Và có những thứ nó không trường tồn với thời gian, bị thời gian xâm lấn là đây. Xâm lấn. Xâm lấn. Và có những con người đi ngược với thời gian là trẻ mãi không già, Lý Nhã Kỳ. Quá đẹp. Trời luôn, chỉ làm cái nét ngại ngùng kìa. Chị làm không được luôn á dạ. Sai quá. Đâu bây giờ từng người làm một nè, gặp làm cái nét ngại ngùng dễ thương nè. Trời gì thì cắn gì vậy ngọc, ngại ngùng. Rồi đâu Ngân làm cái nè. Đó. Đâu Dạ làm cái nào. Lý Gia Kỳ thân mến, đây là lần thứ bao nhiêu mình đến với chương trình? Dạ, lần đầu tiên. Lần đầu tiên tham gia một chương trình như này và đối đầu những con quỷ ma như này. Trời ơi, cái chuyện như thế này sao vậy? Anh đang tự hạ thấp tụi mình đó. Không, ý là tham gia một chương trình vui như thế này. Anh ơi, anh chưa biết anh chị Kỳ rồi vậy? Trời ơi, chị Kỳ khủng khiếp lắm. Đúng rồi, chị đó có nha. Một cái nickname là Lý Nhã Lầy nữa nha. Thì cái khu vực mà chúng ta đã từng đi qua, nơi đó gọi là Đà Lạt. Đà Lạt. Thì trong có một cái xóm, nó tên là xóm Măng Linh. Nơi đó có dáng hình của Lý Nhã Kỳ khắp các cột điện. Khu đất đó là của chị. Khu đó là của chị và không ai dám xâm phạm vô. Và ai cũng sợ Lý Nhã Kỳ hết. Bởi vì Lý Nhã Kỳ gấu lắm. Gấu lắm. Gấu lắm. Vậy tụi em cũng sợ chị. Vâng, nhưng mà thực ra là cái xóm đó ngoài gấu ra còn có cọp sống nữa đây. Ai dạ. Phường có dáng hình. Dáng hình gì vậy? Hình anh Giang. Tào lao. Hàng xóm đó em. À là chỗ đó ai mà mua đất là dán hình người đó lên đi. Em cũng có mấy khu mà em ra ngoài em thấy cũng mọi người miếng miếng có hình. Tôi thấy là hàng xóm với nhau. Mà Lý Nhã Kỳ thì phong cách Nhật. Hê 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 đồ này nọ. Thì ra là ông chú may mắn đây đó hả. Ngày hôm nay có Lý Nhã Kỳ. Và Lý Nhã Kỳ được biết sau nhiều chương trình là một người rất thông minh và lanh lợi và rất là lăn xả với anh em đồng nghiệp, rất là chịu chơi. Ngày hôm nay hứa hẹn mang đến cho Lý Nhã Kỳ mọi điều kiện thuận lợi nhất để mình xa lầy lội. Xa lầy lội. Yeah. Và bây giờ chúng ta vỗ tay cho chương trình 7 nụ cười xuân. Thưa quý vị thân mến, chương trình 7 nụ cười xuân do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp công ty Đông Tây Promotion thực hiện được phát sóng vào lúc 21 giờ tối thứ hai hàng tuần trên HTV7. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Thưa quý vị thân mến, chúng ta sẽ chia đội. Xin hỏi Lý Nhã Kỳ muốn về đội ai? Em chắc về Vinh. Cao to lực lẽm có không phải hả? Ô nhưng mà chị chọn anh Vinh vậy rồi sao anh lực? Nhưng mà khi mà chọn chữ Vinh á, khi chọn chữ Vinh á, thấy cái mặt mà. Cái mặt lúng liếng dữ lắm. Đúng rồi. À vậy thôi em bắt đội với anh nha. Mình hàng xóm mà. Trời mà ơi, đỏ nữa. Ông chú may mắn. Ôi, đi vào đây chính là ông chú may mắn. Tôi đâu có ở trong đội. Ủa đâu ở trong đội hả? Khi nào cần tôi hỗ trợ thì tôi ở trong đội. Dạ đi, dạ sẽ đi chung với lại Lý Nhã Kỳ nè. Đúng. Bị gì nhỏ mua mô lắm. Đúng. Em không muốn. Em mắc chung đội với chị, người ta nói em là thấy người sang mắc quạt làm họ. Anh sao? Sẽ đưa vô một điều em sẽ muốn liền. Vinh qua bên kia luôn nè. Em chịu. Trời ơi. Ok luôn. Ok rồi. Em đồng ý nè. Thưa quý vị, bây giờ gánh nặng thuộc về ông chú. Trời ơi. Lại bộ ba bất khảo. Ủa, chú đã bị bệnh rồi. Tôi bước ra là tôi đã dày rồi. Tôi mệt lắm rồi mà bạn thiệt á. Ủa chứ anh thấy hai đứa con gái sung sức nhất của đội không? Chúng mày mặc kỳ xìu vậy sao? Anh phải tự hào chứ. Chú yeah. Oh yeah. Năng lượng nhiều quá. Đây, để coi cho một cái màn chơi vui nhộn tối hôm nay nó thành công, mời Thúy Ngân hát bài hát để chuẩn bị chương trình. Sao vậy chị? Hãy tin em đó, em đã thay đổi rồi. Hãy vào vô. Anh gì ơi,
gần chết à Ngân ơi, hãy hát bài chương trình bé giờ lên thành phố Hồ Chí Minh rồi, nó không còn ở cây lại nữa. Ủa sao vậy, em hát có hay luôn, anh còn muốn gì nữa? Anh Giang, anh chỉ làm dùng khán giả thôi chứ không có ý gì đâu, ai nhìn vô kiểu em hát kiểu mà ê nữa là cũng muốn chấp nhẹ cái gì đó. Trời ơi, anh chấp nhẹ thử em một cái sao bây giờ anh cứ hát nhẹ cho anh chấp nhẹ coi. Ngắm hoa rơi lòng em bỗng nhớ. Rồi, nhét vô họng em luôn á. Thưa quý vị, giọng hát không bao giờ thay đổi, vẫn dở như ngày xưa. Giọng hát phải đi ngược với nhan sắc. Nhan sắc em càng thăng thì giọng hát em phải đi xuống, nó mới cân bằng được chứ. Quý vị có đồng ý là Ngân càng ngày càng đẹp không quý vị? Đó, anh thấy chưa, mọi người công nhận. Giống như nàng tiếng cá. Đúng, mất cái đuôi để được giọng hát. Cái đuôi. Mất giọng hát để được đôi chân. Đúng rồi. Đó. Rồi, bây giờ là trò chơi đầu tiên, vỗ tay đồng nhiên. Hey. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Show. Sau đây là một trò chơi rất đơn giản thôi. Một người đàn ông trong đội đứng đó thả bóng vào bắp bên của chúng tôi, sau đó đạp bóng bay qua bên cái vạch này. Hai người phụ nữ còn lại cầm hai cái rổ đội trên đầu và hứng, đơn giản vậy thôi. Sau khoảng thời gian là 2 phút, đội nào hứng nhiều, quả bóng còn nguyên vẹn hơn, đội đó chiến thắng. Rồi, đội nào chơi trước? Ủa, là tôi xì hả? 1, 2, 3. Em kỳ anh Luật lắm. 1, 2, 3. Em dưới cơ Ngân luôn. Đi xuống dưới đi. Vinh, ta chạy Ngân. 3, 2, 1. Đấy, anh ra sao, anh ra sao chơi lại. Anh thắng rồi, bên này chơi trước đi. Chơi khờ không ăn gian sao thắng. Đàn ông ai mà ăn gian. Lại, 1 3, 2, 1. Bà đừng nào thua đó. Rồi, lên, vừa đạp vừa bỏ bóng.